Mến chào các bạn nha. Hôm nay thì mình có mua được ba con cá rô nè, thì về thì mình sẽ mần ha, và để mần sao để cho cá nó không có bị đâm tay mình đó, và dễ mần mần nó nhanh nữa. Thì mời các bạn cùng làm với mình nha. Đây thì mình có ba con cá rô nè. Cá rô này thì mình mới mua về nè, rồi mình làm cho nó nằm đây im ha, nhưng mình dễ làm ha. Cá rô thì thường thường là cái mấy cái kỳ nữa nè, cái gai rất là bén luôn, và nó rất là nhớt luôn. Nếu mà mình cầm không mình làm gì nè thì khó làm lắm luôn ha. Mà khi mà mình làm xong rồi nó đâm cái tay mình á, bị tưa tải hết trơn đó, rất là đau luôn nè, cái gai nó bén lắm. Cho nên hôm nay mình sẽ có cái mẹo này để mình làm cho cá nó không có đâm tay mình á, và nó dễ làm nữa, dễ đánh dãy nữa. Rồi đây là mình có cái bao tay này nè. Cái bao tay á, phía ngoài này thì nó bằng vải, còn phía trong này thì nó bằng, cái này là bằng cao su dày hay gì nè, cho nó đừng có thấm nước vô á. Và bây giờ mình sẽ mang vô để mình làm cho nó dễ nè. Cá rô á thì ăn nó ngon thật, nhưng mà điều á, cái lúc mặn này á thì mình rất là ngán luôn ha, tại vì mình sợ nó đâm á. Từ hồi mà mình mua được cái bao tay này tới giờ á, thì mình mới mua cá này lại để mình làm nè. Tại vì mình mua ở đây á, thì người ta ít có làm cho mình lắm, trừ ra là mình đi chợ á, mình đi chợ mình mua thì người ta mới làm sẵn ha. Còn ở đây thì người ta bán tới nhà mình đó, cho nên á, mình mua lên mình tự làm. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy ra mình làm. Có cái bao tay này nè, mình cầm nó không có bị chợt tới chợt lui, và nó bảo vệ được cái tay mình, nó không có bị mấy cái gai này nó đâm nè. Vậy thì mình làm cá nó nhanh hơn á, và nó sạch hơn, nó dễ làm. Mình cầm cá nó vững bân luôn ha, không có chợt tới chợt lui. Đấy, đánh dãy cái phần dưới á, thì nó dễ rồi, còn cái lúc mà mình cầm bằng cái tay mình đó thì mình cầm như gì nè, khó có đánh ở trên cái đầu này lắm nè. Có cái bao tay á, thì nó nhám, mình cầm thì nó dính nè. Đánh dãy xong rồi thì mình lấy kéo mình cắt kỳ nè. Rồi đây thì mình đã làm xong rồi nè, rất là nhanh luôn ha, trong tích tắc luôn là mình đã làm xong con cá rồi. Mình đã làm xong rồi, bây giờ chỉ mình cạo rửa lại cho thật là sạch là gọn rồi đó, rất là gọn luôn, mà tay mình không có bị đâm gì hết trơn ha. Rồi mình vừa chia sẻ đến các bạn cái mẹo để mình làm cá không có bị đâm tay ha. Rồi nếu mà các bạn thích cái cách này thì khi nào á các bạn mua bao tay về để mình làm cá ha. Cách này thì nó cũng rất là đơn giản luôn, nhưng mà có lẽ là có nhiều bạn chắc cũng có thể là chưa biết ha. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ cách này, thì nếu mà các bạn nào mà biết rồi thì thôi ha, mình bỏ qua nha. Còn các bạn nào mà chưa biết thì mình áp dụng thử xem nha. Rồi video mình đến đây thì cũng hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.